Vi Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Tư, 5 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin về trận lũ lụt tại Louisiana trong tuần tháng 8 vừa qua do Võ Thành Nhân thực hiện. Tiếp theo, trong phần 2 của chương trình là buổi phỏng vấn đặc biệt giữa Võ Thành Nhân và cựu đại sứ Bùi Diễm nhằm tìm hiểu về chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama sau hai nhiệm kỳ phần 1. Để bắt đầu chương trình, Quy Châu xin kính mời quý vị theo dõi bản tin về trận lũ lụt tại Louisiana do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, trong lúc mà cơn Hurricane Matthew đang đe dọa tất cả những cái tiểu bang miền Đông và Đông Bắc Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng đó là vào cuối tuần lễ ngày 13 tháng 8 năm 2016, một trận lụt lịch sử đã đến với lại tiểu bang Louisiana và làm tổn hại hàng trăm ngàn ngôi nhà tại hai vùng Baton Rouge và Lafayette. Trong số này có nhiều gia đình Việt Nam bị thiệt hại nặng nề về nơi cư ngụ cũng như xe cộ dùng để vận chuyển đã không kịp thời đưa ra khỏi vùng ngập nước. Được biết là trong 85 năm qua, vùng đất này mới có bị một trận lụt lớn như vậy. Tưởng cũng nên nhắc lại, và trước kia, vào năm 2015 thì cơn bão Katrina đã nhận chìm vùng New Orleans sau khi mà nước biển dâng ngập. Nhưng lúc bấy giờ thì thiệt hại cho hai vùng Lafayette và Baton Rouge không bị tổn thất nặng nề như cơn lũ lụt vừa qua. Thưa quý vị, cho đến hôm nay thì đã gần 8 tuần chịu đựng cơn lũ đi qua, nhưng đa số người dân vùng lũ lụt vẫn còn đang chịu đựng cảnh khốn khó. Một số gia đình may mắn có bảo hiểm thì đã có cơ hội sửa chữa phần nào cái ngôi nhà của họ bị ngập nước. Một số còn lại thì được sự trợ giúp ít nhiều của FEMA để có phương tiện tài chánh mua vật liệu xây cất, nhưng lại thiếu tiền mướn thợ sửa chữa. Tình trạng thiếu hụt tài chánh và khan hiếm nhân lực cho việc tu sửa nhà cửa ở tại vùng Baton Rouge và Lafayette hiện nay là một nan đề rất là lớn. Ngay khi mà nước dâng cao bao trùm vùng Baton Rouge và Lafayette, thì chúng tôi cũng nhận được lá thư của chủ tịch cộng đồng người Việt tại Louisiana kêu gọi yểm trợ tài chánh để giúp cho người Việt bị thiên tai có phương tiện để mà có thể xây cất lại nhà cửa. Thì cùng lúc tại thủ đô Hoa Tình Đốn, hai nhóm từ thiện Tình Thương Việt Xi Nha và Nhà Việt Nam đã ra thông báo và thư mời gây quỹ để kêu gọi đồng hương gửi phương tiện về cho chị Trần Thị Ngọc Châu có phương tiện để mà giúp đỡ người đồng hương chúng ta. Chúng tôi cũng có cơ hội để vào họp với lại ban chấp hành của cộng đồng người Việt tại Louisiana và một số anh chị em ở tại Baton Rouge để tìm hiểu thêm về kế hoạch giúp đồng hương của chúng ta. Và cuối cùng chúng tôi quyết định vào tuần trước thì chúng tôi có cơ hội để xuống vùng lũ lụt với những bước chân nói thật rất muộn màng. Mục đích của chuyến đi của chúng tôi là để nhằm thu những cái thước phim. Những thước phim đó nói lên được cái sự phục hồi của người Việt chúng ta sau cơn lũ. Nhưng thưa quý vị, thực tế phũ phàng khi chúng tôi được hướng dẫn bởi chị Trần Đông Lam, ông Phú và sư Giới Minh để mà thăm viếng hai vùng Baton Rouge và Lafayette, thì chúng tôi ghi nhận phần lớn các khu dân cư của đồng hương chúng ta, những người có lợi tức thấp, các phế vật, các vật thế thải vẫn còn ngổn ngang, những đống rác thật to vẫn còn đầy dẫy, mùi hôi thối của những phản ứng sinh học và hóa học rất khó chịu vẫn còn đó. Chị Đông Lam đã đưa chúng tôi đến thăm những gia đình có lợi tức thấp hoặc là những gia đình không có bảo hiểm. Có những người còn ở trailer, mobile home, có những người ở nhà, phải mướn nhà để mà ở, thì những cái ngôi nhà ngày hôm nay đó rất là tàn tệ. Cuộc sống của họ rất là vất vả và rất cần sự giúp đỡ của đồng hương chúng ta. Theo chị Đông Lam thì nhiều gia đình cần máy humidifier, máy mà để hút cái hơi ẩm ra, hoặc là các cái máy quạt để mà thổi các hơi nước ra, và cần tiền để mà mua lại insulation, những cái insulation phải có, phải dục bỏ đi và mua cái mới để mà thay vào những cái vách, mà thường thường những cái vách của nhà đó thì họ khi mà nó ngập nước như vậy thì bắt buộc chúng ta phải bỏ những cái insulation đó, và họ rất là cần vật liệu để mà sửa chữa lại cái bếp, lót lại cái sàn nhà hoặc là mua lại cái tủ lạnh, giường ngủ và bàn ghế.
Và tiếp theo thì chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi những cái thước phim, những cái cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện được khi mà chúng tôi đến tại Louisiana sau cái chuyến mà viếng thăm á, thì chúng tôi được gặp chị Trần Ngọc Châu, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Louisiana, và anh Quang Mai, chị Trần Thị Đào, chị Nguyễn Kim An, anh Bùi Kim Hậu, anh Nguyễn Khách Cường và ông Đào Văn Diêu. Thì đó là những cái thước phim mà chúng tôi ghi nhận được trong cái chuyến công tác vừa rồi. Xin kính mời quý vị theo dõi. Rồi từ hôm bị đi về, anh có được sự trợ giúp của các hội đoàn không? Anh có đến nhà thờ hay là chùa gì? Có nhà thờ với chùa, có. Dạ, nhà thờ giúp được cái gì? Gạo với tiền thì của hội... của hội hội tư tế. Tư tế. Chứ ở đây chùa với ấy là chỉ có gạo với nước tương. Nước tương. Dạ. Rồi bên tiền họ giúp cho chú được nhiều ít. Kể nhưng mà hai chồng được ngàn rồi. Kính thưa ông có thể cho biết vai trò của ông đối với giáo xứ, và đặc biệt cái vai trò của giáo xứ đối với những cái thiên tai mà chúng ta đã từng trợ giúp, hoặc là chúng ta đã có dự phần để mà chúng ta giúp cho người Việt của chúng ta ở tại vùng Baton Rouge, thưa ông. Kính thưa anh, tôi được cái sự tín nhiệm của tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ bầu tôi làm là chủ tịch của một giáo xứ, thì đó là một cái tín nhiệm rất là lớn lao đối với lại cha xứ cũng như giáo dân. Cái thứ hai nữa là tôi cũng phải có một cái bổn phận, một trách nhiệm là lo cho những người giáo dân trong giáo xứ khi mà bị cái thiên tai như thế này. Là bằng chứng là tôi tiếp tay với cộng đồng người Việt ở New Orleans và cộng đồng người Việt ở Houston, hội Liên Tôn Houston qua đây. Thì chúng tôi cũng tiếp tay như vậy để mà phân phát những cái phần quà đến cho những người bị gia đình bị thiên tai như vậy. Nó thứ nhất là mình an ủi họ, cái thứ hai nữa là mình chia sẻ cái tình đồng hương khi mình xa quê hương mà sống nơi đất khách quê người. Và nhân cái dịp này tôi cũng có được một cái vinh dự để tham gia vào cái công tác cứu trợ của cộng đồng người Việt của chúng ta tại Louisiana. Đặc biệt lúc này tôi rất là hãnh diện được làm việc với cô Trần Ngọc Châu, chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Louisiana. Mặc dù cô rất trẻ, là cái thế hệ thứ hai của chúng ta, đã hết lòng dấn thân trong cái nhiệm vụ đại diện cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại địa phương để vận động những cái công tác cứu trợ. Và cô đã hy sinh rất nhiều thời giờ, và cô đã có một cái khả năng liên lạc tất cả các cộng hội đoàn để mọi người chúng ta đều cùng đóng góp để giúp đỡ những người đồng hương của chúng ta. Thưa anh Nhân và thưa quý khán giả, là cái quyết định đầu tiên để mà thành lập một cái ủy ban cứu trợ, và với những cái sự cộng tác của các cộng đoàn, hội đoàn, và riêng về cá nhân của Ngọc Châu và cũng như là ban chấp hành cộng đồng Việt Nam tại Louisiana đã họp và quyết định thành lập một cái ủy ban gọi là ủy ban cứu trợ lũ lụt tại Baton Rouge cho tất cả những đồng hương đang bị lụt tại Louisiana, thành phố Baton Rouge, Lafayette và những vùng phụ cận. Và khi mà chúng ta có một cái ủy ban như vậy thì những người tham gia vào cái ủy ban đó, họ những thành phần khác nhau như thế nào, họ đa dạng phong phú ra sao vậy thưa chị? Dạ, thành phần của ủy ban cứu trợ thì gồm có ban chấp hành cộng đồng Việt Nam tại Louisiana và giáo xứ Maria Nữ Vương ở bên Versailles, và các giống như nhà thờ giáo xứ Thánh Giuse, Lê Thị Thành. Các cộng hội đoàn thì có hội hải quân, hội không quân, toán quốc quân kỳ, coi như là tất cả các hội đoàn ở tại Louisiana, và các chùa như là chùa Vạn Hạnh đã tổ chức một cái tiệc chay gây quỹ, chùa Liên Hoa, chùa Bồ Đề và Cao Niên, và có gọi là Thánh Thất Cao Đài. Yeah. Và khi mà chúng ta có một cái thông báo chính thức để mà chúng ta phổ biến khắp nơi tại Hoa Kỳ đó, thì cái sự hưởng ứng của đồng hương người Việt ở hải ngoại như thế nào dưới cái sự nhận định của chị Châu? Dạ, sau khi thì thành lập cái ủy ban cứu trợ lũ lụt tại Baton Rouge với sự tham gia của tất cả các cộng đoàn, hội đoàn, thì một số cô chú đã giúp cho Ngọc Châu trong cái phần là giới thiệu những đài truyền thanh, đài truyền thông
của Việt Nam ở tại tại hải ngoại này, như là đài phát thanh truyền thông Việt Nam hải ngoại ở trên DC và đài ở trên Oklahoma, và đài của đài truyền thông Việt Nam tự do tại Louisiana cũng có. Thì em là người mà ở Lafayette thì biết được những và giúp cái phái đoàn nó đại đi đến từng nhà của những cái gia đình mà đang cần sự giúp đỡ. Thì tôi chưa nhận được cái gì, tôi chỉ nhận được có 1,600+ là tiền hai người ở hotel, mà trong cái đó gia đình tôi có 5 người, mà tại không biết không mấy nhờ người ta khai đấy, thì người ta chỉ khai có 2 người thôi, cho nên là được có 1,000+ thôi, với lại 500 chùa nó cho vậy thôi, 500 mà lãnh ở tên chùa đấy, chứ còn ngoài ra tôi không có nhận được. Xuống dưới đường thì nước tới bụng. Rồi cái bữa mà nước ngập là bác đi đâu? Đi đến chùa. Ai đưa bác đi? Thì nội bộ con cha hàng cháu bên đây nó có xe chở nhau đi. Tức là chở nhau lên chùa. Rồi ở chùa mấy ngày? Ở chùa được ngày rồi sang ngày sau rồi tản đi nữa. Chở nước nữa, thấy nước ở chùa nhiều quá, chở nữa, đi nữa. Rồi đi đâu nữa? Đi ở nhà và quen. Đi đại hả? Chạy đi thí. Còn bà già đi bên đó, còn tôi đi vô nhà cô. Hả, nhà Lam? Không, dạ, cái này cũng tình cờ có duyên thôi. Tại vì gặp má của con ở ngoài Costco á. Ở ngoài Costco gặp thôi, chứ cũng hồi đó giờ không có biết. Không biết. Có duyên gặp thì... Mình giúp giờ cô về. Không biết nhà cô giờ nữa trở lại cô không biết ở đâu. Dạ, trở lại không cái đường mà đi lấy nghe nó rút rút bớt rồi cũng dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được thành thật mà nói cái cơn lụt đã làm thiệt hại rất âm thầm nhưng tổn thất rất nặng nề, nên trong chúng ta ít có ai biết đến và biết đến để mà giúp cho những người khốn khó này. Do đó nên chúng tôi hy vọng trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ có một cái kế hoạch thật là cụ thể để mà hợp sức với lại cộng đồng người Việt tại Louisiana, giúp cho các nạn nhân lũ lụt, giúp cho những người Việt, những người thật sự cần sự giúp đỡ của chúng ta để họ có một cái mùa Thanksgiving thật là ấm áp. Mọi liên lạc về chuyến đi công tác sắp tới của chúng tôi tại Louisiana, xin quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 301-257-8496 hay là email cho chúng tôi ở võthanhnhan@sbtn.tv. Chúng tôi xin được cảm ơn và xin kính chào quý vị. Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, một vinh dự mà Luraco xin được chia sẻ là thời gian sắp tới, ghế massage i7 sẽ có mặt trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. I feel amazing, I feel rejuvenated. It just really helped out a lot. The heat and the stretching. The foot massage, the rollers were really nice as well. It relieved a lot of stress and anxiety. I fell asleep for about 5 minutes. It was awesome. Foot rollers was amazing, and then I really also like the heat. Very relaxing. It's nice for a long, stressful day. It doesn't surprise me at all that it's the world's number one medical massage chair. My favorite part was the leg stretching and the feet massage helps a lot. I like the lower body stretching and the foot rolling. The technology really helps out a lot. It was amazing. I really enjoyed the feet. I mean, it really got every part of your body, I felt like. There's actually no surprise to me that iRobotic 7 is the world's number one medical massage chair. Hãy gọi cho Luraco ngay hôm nay để sở hữu một chiếc ghế massage tốt nhất cho gia đình quý vị.